Kính thưa Cộng đoàn, trong những giây phút lắng động của cuộc đời, ta hãy dành ra một chút ít thời gian để nhìn lại cuộc đời và đặt đặt lại cái mối tương quan giữa ta với Chúa, giữa Chúa với ta, để từ cái suy nghĩ đó từ cái đặt lại đó ta cần cân chỉnh cuộc đời của ta ta cần nhìn lại cuộc đời của ta và ta sắp xếp cuộc đời của ta làm sao đó để ta sống cho đẹp lòng chúa và như ý chúa muốn hơn đôi khi trong cuộc sống mình cứ cân chỉnh bề ngoài Quần là áo lựa xe này điện thoại kia nhà này nhà kia để cho người khác nhìn vào mình và nâng giá mình lên cái chuyện quan trọng trong cuộc đời người kia tướng hữu nói ra thì nó xem chừng là lý thuyết nhưng mà nó là thực tế đối diện trước mặt chúa chúng ta cần phải cân chỉnh cuộc đời của mình để rồi khi chết, khi đối diện, khi trình diện trước mặt Chúa, Chúa suy nghĩ về ta như thế nào? Chúa nói về con người ta như thế nào? Đó mới là điều quan trọng, chứ không phải là người đời. Bởi vì khi nằm xuống, nhắm mắt xuôi tay, giàu hay nghèo, sang hay hèn, mỗi người chúng ta đều chỉ có bốn miếng dài và hai miếng vuông. Nằm ở nhà được một ngày, hai ngày. Sau đó đưa đến nhà thờ. Sau một thánh lễ, người nghèo thì 45 phút. Người giàu thì một tiếng. Người giàu hơn nữa thì một tiếng rưỡi. Rồi cuối cùng, trở về với bụi tro nhưng mà ít khi chúng ta dành thời gian để nhìn lại cái thân phận cuộc đời của mình ít khi chúng ta nhìn lại cái tương quan giữa chúng ta với Chúa. Ngày hôm nay trong ba bài chia sẻ, ba bài suy nghĩ thì con xin mời cộng đoàn cùng với con dừng lại để rồi nhìn lại chúng ta, chúng ta nghĩ nghĩ như thế nào về Chúa? Chúng ta suy nghĩ Chúa là ai trong cuộc đời của chúng ta? Rồi, trong cuộc đời chúng ta bao nhiêu lần Chúa nói với chúng ta. Nhưng mà chúng ta có nghe lời của Chúa nói hay không? Và rồi đặc biệt nữa là chúng ta có nói như Chúa nói hay không? Chúa nói là gì? Chúa nói lời yêu thương. Chúa nói lời tha thứ. Thậm chí tha thứ cho những kẻ giết Chúa. Chúng ta là người môn đệ của Chúa. Liệu rằng chúng ta có nói lời yêu thương như Chúa nói hay không? Ngày đầu tiên, con mời cộng đoàn suy nghĩ về cái suy nghĩ mỗi người chúng ta hơn con vật là có lý trí có đầu óc nhờ có lý trí nhờ có đầu óc nhờ có suy nghĩ để rồi con người có biện phân có một cái sự chọn lựa trong cuộc đời của mình có lý trí có đầu óc là điều may mắn nhưng mà không khéo cái lý trí và đầu óc đó chúng ta không sử dụng đúng quan năng của nó, thì cuộc đời của chúng ta sẽ bị hư vong thôi. Trong cuộc đời của con người, con người rất cần ơn biện phân, ơn khôn ngoan để sống. Nếu như mà chúng ta không có ơn biện phân, không có ơn khôn ngoan, thì tất cả những suy nghĩ của chúng ta sẽ dẫn chúng ta đi sai đường và sẽ dẫn chúng ta tới cái hố của diệt vong trở về với vườn địa đàng ông bà nguyên tổ adam và eva chúng ta thấy họ đã bị lệch lạc cái suy nghĩ từ ban đầu thiên chúa là chúa là chủ cuộc đời của họ nhưng mà vì họ suy nghĩ rằng sau khi ăn trái cấm họ sẽ ngang bằng với thiên chúa và chính cái suy nghĩ đó đã đẩy họ vào hố của diệt vong hố của tội lỗi và rồi khởi đi từ ông bà nguyên tổ chúng ta thấy đó cái suy nghĩ con người luôn luôn lệch lạc và cần lắm một cái gọi là sự khôn ngoan đến từ thiên chúa thì chúng ta nhớ đến cái hình ảnh rất đẹp của vua salamon khi mà thiên chúa hỏi ông ông xin gì ông chẳng xin chúa cái điều gì cả ông chẳng xin chúa quyền lực ông cũng chẳng xin Chúa sự giàu sang. Salamon xin Chúa điều gì? Salamon xin Chúa là xin ơn khôn ngoan. Bởi vì ơn khôn ngoan đó hướng dẫn cuộc đời của Salamon và chính Salamon đã dùng cái ơn khôn ngoan của Chúa đó để mà dẫn dắt dân, để mà cai trị dân. Và đặc biệt trong Thánh Kinh, cái cuốn sách hay nhất trong cựu ước nói về đức khôn ngoan đó là chính sách khôn ngoan có lẽ là cuộc đời của chúng ta chúng ta ồn ào quá chúng ta nghe rồi tai này qua tai kia chúng ta không suy nghĩ chúng ta không nhớ sách khôn ngoan nói rất hay đức khôn ngoan sáng chói và không hề tàn tạ ai mến chuộng đức khôn ngoan thì đức khôn ngoan dễ dàng cho chiêm ngưỡng ai tìm kiếm đức khôn ngoan thì đức khôn ngoan cho gặp ai khao khát đức khôn ngoan thì đức khôn ngoan bước tới trước mà tỏ mình cho biết ai từ sáng sớm đã tìm đức khôn ngoan thì họ không phải nhọc nhằn vất vả họ thấy đức khôn ngoan ngồi ngay cửa nhà mình để tâm niệm suy nghĩ về đức khôn ngoan là đạt được sự minh mẫn toàn hảo ai vì đức khôn ngoan mà thức khuya dậy sớm sẽ mau trút được mọi lo âu vì những ai xứng đáng với đức khôn ngoan thì đức khôn ngoan rảo quanh tìm kiếm trên các nẻo đường họ đi, Đức Khôn Ngoan niềm nở xuất hiện. Mỗi khi họ suy tưởng điều gì, Đức Khôn Ngoan đều đến với họ. Đức Khôn Ngoan tôi đã quý trọng còn hơn cả vương trượng ngai vàng. Tôi con không coi của cải là gì so với Đức Khôn Ngoan. Đức Khôn Ngoan ở đây viết hoa. Đức Khôn Ngoan đó là gì? Đức Khôn Ngoan đó là ai? Đức Khôn Ngoan đó chính là Đức Kitô, là Thiên Chúa chúng ta nghe sách khôn ngoan nói tiếp đức khôn ngoan là kho báu vô tận cho con người chiếm được đức khôn ngoan là được nên bạn hữu với thiên chúa và là người tin cậy và sẽ tiếp nhận những lời dạy dỗ bảo ban ước gì thiên chúa cho tôi nói về đức khôn ngoan như tôi được hiểu và cho tôi biết nghĩ xứng đáng với những gì tôi đã lãnh nhận và chính người là đấng hướng dẫn đức khôn ngoan và cũng là thầy dạy của các bậc hiền triết. Thế cho nên tôi đã quyết định cưới Đức Khôn Ngoan làm người chung sống suốt đời. Vì tôi biết Đức Khôn Ngoan sẽ khuyên bảo tôi làm điều thiện, sẽ trợ lực cho tôi khi gặp buồn phiền lo lắng. Nhờ Đức Khôn Ngoan tôi sẽ được vẽ vang giữa muôn người, và dẫu còn trẻ tuổi tôi vẫn chiếm được sự nể vì của các vị bố lão. Trở về nhà, tôi nghỉ ngơi bên cạnh Đức Khôn Ngoan và làm bạn với Đức Khôn Ngoan không bao giờ cay đắng và chúng sống với đức kia khôn ngoan chẳng bao giờ bị đau khổ mà luôn thích thú hân hoan và cái lời nguyện rất là dễ thương xin rộng ban cho con đức khôn ngoan hằng ngự bên tòa chúa xin đừng đuổi con đi mà chẳng nhận làm con vì thân này là tối tớ con của nữ tỳ ngài số phận mỏng manh cuộc đời vắng vỏi việc pháp luật đề việc pháp đình lệ luật con bé bỏng hiểu chi quả thế con người ta dẫu thập toàn đi nữa, chẳng có đức khôn ngoan của Ngài thì cũng kể bằng không không vậy. Chúng ta sẽ thấy sách khôn ngoan nói rất hay. Dẫu cho con người ta có thập toàn đi chăng nữa mà không có đức khôn ngoan của Thiên Chúa thì cũng kể bằng không 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 vậy. mà chính đức khôn ngoan, đức khôn ngoan đó chính là ngôi hai của Thiên Chúa đã xuống thế làm người, đã ở giữa nhân loại. Nhưng mà rồi chúng ta thấy dân chúng thời của Chúa Giêsu mấy ai nhận ra được Chúa Giêsu đến với họ để cứu độ để mà giải thoát dân khỏi nô lệ tội lỗi Chúa Giêsu đến Chúa Giêsu cùng ăn cùng ở cùng sống cùng trong cái thân phận làm người đó nhưng mà rồi chúng ta thấy mấy ai đón nhận được đức khôn ngoan đón nhận được đấng cứu độ và người ta người ta khi mà thấy Chúa Giêsu đến Chúa Giêsu cũng làm phép lạ, nhưng mà người ta không tin và người ta đòi hỏi với Chúa rằng là xin cho một dấu lạ. Nhưng mà Chúa nói rồi, ngoài cái dấu lạ của tiên tri Jonah thì không có cái dấu lạ nào khác. Chính là chính sự xuất hiện của Chúa Giêsu là dấu lạ trong cuộc đời của người Do Thái đó. Nhưng mà họ không tin, đặc biệt những người biệt phái, luật sĩ và Pharisee, họ tự cao tự đại họ tự mãn họ là con cháu của ông Môsê con cháu của Abraham và họ đã không tin Chúa và một ngày đẹp trời Chúa Giêsu cùng với các môn đệ Chúa Giêsu đã hỏi với các môn đệ như trong bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe trong thánh mắt cô chương 8 đó Chúa Giêsu hỏi với các môn đệ trên con đường đi người ta bảo thầy là ai các ông thì báo đáp lại rằng là thưa thầy, thầy là Doan tẩy giả. Một số bảo là Elia, một số khác lại cho là một trong các tiên tri. Bây giờ, người hỏi, còn các con, các con bảo thầy là ai? Và khi đó chúng ta thấy, Thánh phê -rô đã lên tiếng như thế nào? Thầy là Đấng Kitô Và đó là điều xác tín, đó là cái danh xưng đúng nhất về Chúa thầy là Đấng Kitô. Và Chúa Giêsu nghiêm cấm các môn đệ không nói cái điều đó cho ai hết. Và rồi trong cái hành trình đi rao giảng, Chúa Giêsu bắt đầu dạy cho các ông biết rằng con người sẽ chịu đau khổ, bị các kỳ lão và các trưởng tế và các luật sĩ giết đi rồi ba ngày sống lại. Người đã công khai để mà tuyên bố điều đó nhưng mà rồi chúng ta thấy ngay lúc đó, Phêrô vì thương thầy quá, vì không muốn thầy của mình phải chịu đau khổ, phải chịu bị các cười lão và các trưởng tế luật sĩ giết đi. Và rồi, Thánh Phêrô chúng ta thấy có một cái hành động xem chừng ra rất hay, rất dễ thương. Thánh Phêrô đã kéo người lui ra. Và rồi, Chúa Giêsu trong cái giây phút ấy, Chúa nói rằng là Satan, vì ngươi không biết việc Thiên Chúa làm, mà chỉ biết việc loài người. Thánh Phêrô cũng chỉ dừng lại ở trong cái thân phận con người, thương thầy lắm, không muốn thầy chịu đau khổ và kéo riêng thầy ra đi và Thánh Phêrô đã không muốn thầy phải chịu đau khổ, phải chịu lên Jerusalem chịu nhục hình. Và cái suy nghĩ, cái suy nghĩ của Thánh Phêrô khác với suy nghĩ của Chúa Giêsu, khác với cái con đường mà Chúa Giêsu đến trong trần gian này. Chúa Giêsu đến trong trần gian này với thập giá, ngang qua thập giá và vác thập giá để cùng với thập giá đó, Chúa Giêsu đã cứu nhân loại khỏi tội lỗi và chúng ta luôn luôn được mời gọi. Chúa Giêsu nói, ai không từ bỏ chính mình mà vác thập giá đời mình để theo ta thì không đáng là môn đệ của ta. Và rồi cuộc đời của chúng ta đó, chúng ta đã nhiều lần nhiều lúc cũng giống như Phêrô. Chúng ta cũng suy nghĩ như là cái cung cách của con người. Chúng ta không muốn Chúa của chúng ta chịu đau khổ. Bởi vì Chúa như dân Do Thái mong đợi đó là đấng cứu độ Israel. Đến để làm cho dân Israel được vinh quang. Để làm cho dân Israel được mạnh hơn các dân tộc khác. Bởi vì họ quan niệm, họ suy nghĩ sai về mục đích Kitô Để rồi con đường cứu độ và đấng cứu độ trần gian không đến với họ được. Và chính họ, chính từ cái khởi đi cái suy nghĩ sai đó mà họ đã treo đấng cứu độ lên cây thập giá. Và trong cái suy nghĩ của họ, họ làm như vậy là họ thành công bởi vì họ đã loại trừ được cái đấng mà dám đến mà tự sinh mình là con thiên chúa ra khỏi cuộc đời. Họ huynh hoang, họ tự cao, tự đại. Họ họ tự cho rằng là họ tự cho rằng là họ đã thành công chúng ta thấy đó cái từ cái suy nghĩ mà sai về Chúa họ không nhìn nhận Chúa Giêsu là đến cứu độ trần gian đó để rồi họ đi đến cái hành động sai trong cuộc đời của chúng ta cũng vậy nhiều lần nhiều lúc chúng ta chúng ta suy nghĩ sai về đến cứu độ của chúng ta chúng ta đặt vật chất quyền lực danh vọng làm cùng đích là cứu cánh của đời chúng ta để rồi nhiều lần nhiều lúc chúng ta cũng cũng tiên xương thầy là đến tô đó nhưng mà trong cái hành động của chúng ta. Chúng ta phản ảnh rõ nét về Đức Kitô là ai. Chính trong cái hành động đó nói lên cái tư tưởng của chúng ta thôi. Nhiều lần nhiều lúc chúng ta chạy theo tiền bạc. Chúng ta chạy theo danh vọng. Chúng ta chạy theo quyền lực. Chúng ta chạy theo cái kiểu thế gian. Mà cái suy nghĩ của thế gian khác với suy nghĩ của Thiên Chúa. Đến cứu độ trần gian khác với cái suy nghĩ của, của, của dân Do Thái ngày xưa đến cứu độ trần gian là đã đến trong trần gian này đã chịu khổ hình chịu thập chịu nạn và chịu chết trên thập giá và đau khổ và người Kitô hữu của chúng ta luôn luôn được đặt ra câu hỏi Đức Kitô là ai trong cuộc đời của mình nếu như chúng ta xác tín thầy là đấng Kitô con Thiên Chúa như các môn đệ nói đó thì cuộc đời của chúng ta nó cảm thấy nó nhẹ nhàng lắm bởi vì xét cho bằng cùng Cuộc đời của chúng ta như là một cái chuyến hành hương trong cái trần gian này thôi. Chúng ta thấy đó, lời Chúa nói đó. Mạch gió chăng là được 80, phần lớn chỉ là gian lao khốn khổ. Lạy Chúa xin dạy chúng con đếm tháng ngày mình sống, để ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan. Cái chuyện quan trọng trong cuộc sống này là đó là đếm tháng ngày mà mình sống. Mỗi ngày qua đi là mỗi ngày chúng ta gần đất hơn, chúng ta gần với cái chết hơn. Mỗi ngày qua đi là tuổi càng cao và cái sự già nua nó đến với chúng ta. Chúng ta thấy thời gian qua đi rất nhanh và rất vội. Để rồi tất cả quyền lực, tiền bạc nằm xuống. Khi chúng ta nằm xuống rồi không mang theo được cái gì cả. Và lúc đó cái chuyện quan trọng đối diện với cuộc đời của chúng ta, Đức Kitô là ai đối với chúng ta. Ngày mỗi ngày, giờ mỗi giờ, phút mỗi phút, giây mỗi giây chúng ta luôn luôn được hỏi đức kitô hỏi chúng ta thầy người ta bảo thầy là ai anh em bảo thầy là ai thật sự ra chúng ta có có tin chúng ta có xác tín để nói rằng là thầy là đấng kitô con thiên chúa hàng sống hay không hay là chúng ta cũng nói như là như là những người do thái nói thầy là tiên tri hay là một ngôn sứ thôi chứ thầy không phải là đấng kitô cái quan trọng trong cuộc đời của chúng ta là cái suy nghĩ suy nghĩ nó dẫn đến hành động. Và nếu như suy nghĩ đúng thì hành động đúng. Suy nghĩ tốt thì hành động tốt thôi. Nếu như chúng ta có một cái lập trường, chúng ta có một xác tín, Thầy là đấng Kitô Tô, thì khi đó cái cung cách sống của chúng ta nó khác lắm. anti tức là làm trở thành một đấng Kỳ Tô khác hay là một người khác Đức Kitô Tô. Ngày hôm nay chúng ta luôn luôn bị cám dỗ, chúng ta luôn luôn bị dằn co là chúng ta sống khác Đức Kitô lắm chúng ta không sống như Đức Kitô đã sống. Đức Kitô đã sống là Đức Kitô chịu đau khổ, Đức Kitô chịu đóng đinh, Đức Kitô chịu nhục hình và cuộc đời của chúng ta, chúng ta vẫn thường hát đó, lạy Chúa con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào ngài ra pháp trường, mão gai nào hằng in trên trán, lạy Chúa xin cho con đóng đinh với ngài, xin cho con ra cùng chết với ngài, thập giá trên đường đời con đi chúng ta hát nhưng mà đôi khi chúng ta chỉ hát ở ngoài cái bờ môi chúng ta thôi, còn lòng trí và tâm trí của chúng ta chúng ta nghĩ khác về Đức Kitô lắm. Chúng ta cũng đã nhiều lần nhiều lúc cũng như dân do Thái đó, Đức Kitô của đời chúng ta là con bò vàng. Chúng ta đã đúc chúng ta đã đúc con bò vàng để chúng ta thờ con bò vàng như là thần tượng như là cứu cánh cuộc đời của chúng ta chúng ta đã loại trừ đức kitô ra khỏi cuộc đời của chúng ta chúng ta còn không có nhận ra đức kitô là đấng cứu độ của chúng ta nữa và chúng ta thấy nơi các môn đệ khi các môn đệ đã xác tín được thầy là đấng kitô đặc biệt sau cái biến cố phục sinh đó thì trước đó các môn đệ cũng đã năm lần bảy lượt bỏ chúa chối chúa và không công nhận mình là môn đệ của Chúa nhưng mà với cái biến cố đức Kitô phục sinh các môn đệ đã trở về với Chúa đã tiến sưng lòng tin của mình để chúng ta thấy nơi thánh Phêrô nơi thánh Phaolô nơi các thánh Tông đồ khi đã tin vào đức Kitô phục sinh rồi suy nghĩ khác về đức Kitô khi mà Đức Kitô sống chung đó thì các ông cũng còn mập mờ, cũng còn nghi vấn. Nhưng mà khi chúng ta thấy các môn đệ đã tin vào Đức Kitô phục sinh thì cuộc đời của các môn đệ nó khác lắm. Đặc biệt nơi Thánh Phaolô, chúng ta bắt lập một con người của lòng tin. Tôi coi tất cả mọi sự là rơm rác để đạt được cùng đích là Đức Kitô. Ước gì mỗi người chúng ta trong cái giây phút lắng động của cuộc đời nếu Chúa hỏi chúng ta, người ta bảo thầy, thầy là ai? thì chúng ta chúng ta trả lời thầy là đấng kitô hay là ai nào đó thì đó là cái sự tự do của mỗi người chúng ta. Xin Chúa thêm ơn cho chúng ta để từng giây từng phút trong cuộc đời chúng ta can đảm và chúng ta xác tín để chúng ta nói rằng là thầy là đấng kitô thật sự như các môn đệ đã nói và đặc biệt cái lời tiếng sưng ấy phải là được diễn tả ra cái khung cách sống của cuộc đời chúng ta. Xin cho chúng ta có một cái suy nghĩ và chúng ta có một nhận thức về Đức Kitô bởi vì Đức Kitô mãi mãi hôm qua cũng như hôm nay mãi mãi là đến cứu độ của trần gian chứ không phải tiền bạc danh vọng quyền lực tất cả những cái thứ danh vọng tiền bạc quyền lực này nó chỉ làm thỏa mãn con người ta trong một cái thú vui một cái thời gian nào đó còn cái cùng đích cuộc đời của con người vẫn là ơn cứu độ xin cho chúng ta như lời sách khôn ngoan nói đó tất cả xin cho tôi chiếm đoạt được đức khôn ngoan xin cho tôi được ôm ấp xin cho đức khôn ngoan ấp ủ trong cuộc đời của chúng ta và xin cho chúng ta mãi mãi đi tìm đức khôn ngoan à, à, trở về nhà tôi nghỉ ngơi bên cạnh đức khôn ngoan vì làm bạn với đức khôn ngoan tôi không bao giờ cay đắng và chung sống với đức khôn ngoan tôi chẳng bao giờ đau khổ mà luôn luôn thích thú hân hoan xin cho chúng ta yêu chuộng đức khôn ngoan yêu chuộng Đức Kitô, để rồi Đức Kitô mãi mãi là đấng cứu độ trần gian cũng như là đấng hướng dẫn cuộc đời của chúng ta.